Đợt mưa dông nhiều ngày qua ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung có thể kéo dài đến hết hôm nay, 27 tháng 9. Từ ngày mai, mưa dông chấm dứt, nắng nóng xuất hiện. Tuy vậy, nắng duy trì đến khoảng cuối tuần thì Bắc Bộ lại tiếp tục xuất hiện mưa dông. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn dự báo, do ảnh hưởng của rìa tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên trong sáng nay, 27 tháng 9, ở Nam Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, có nơi trên 60mm. Khu vực Hà Nội ngày hôm nay 27 tháng 9 có lúc mưa rào và dông. Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9 và từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 10, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 10 có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Thưa quý vị, mưa lớn từ hoàn lưu cơn bão số 6 đã gây ngập úng ở nhiều địa phương. Mặc dù đã được cảnh báo từ rất sớm, nhưng vẫn có rất nhiều trường hợp tử vong do chủ quan trong việc đi lại trong điều kiện mưa lũ. Thậm chí có người vì đi bắt cá mà bị rơi xuống sông và thiệt mạng. Lãnh đạo UBND xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã bàn giao thi thể anh Hát, 31 tuổi, về cho gia đình mai táng. Anh Hát vừa từ miền Nam về quê tránh dịch COVID-19. Vào khoảng 11 giờ trưa ngày 25 tháng 9, khi đang đánh bắt cá trên sông, thuyền anh Hát bị lật, anh Hát rơi xuống sông và bị nước cuốn mất tích. Sau gần một ngày tìm kiếm, thi thể anh Hát đã được tìm thấy gần nơi gặp nạn. Một trường hợp khác là thai phụ gặp nạn bị nước cuốn trên đường đi chợ ở xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Cũng do mưa lớn, anh Lưu Đình Quỳnh, 34 tuổi, chở theo hai con nhỏ 4 và 6 tuổi trên đường về nhà ở xã Con Chiêng, huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai thì bị lũ cuốn trong đêm tối. Có thể thấy, những trường hợp tử vong sau bão số 6 vừa qua đa phần đến từ sự chủ quan, không lường hết sự nguy hiểm khi thời tiết có mưa lớn nên dẫn đến thiệt hại đau lòng. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nhiệt đới trên địa bàn nhiều huyện thị của tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa lớn, lượng mưa trung bình từ 100 đến 300mm và có nơi đạt ngưỡng 500mm. Mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại về sản xuất và dân sinh. Mặc dù đã 3 ngày trôi qua, dù mưa đã ngớt nhưng tại huyện Quỳnh Lưu hiện tượng ngập lụt vẫn đang diễn ra. Ghi nhận của phóng viên VTC. Sau 2 ngày trôi qua, mưa lũ đã khiến cuộc sống của nhiều hộ gia đình như gia đình chị Ngô Thị Tuyết đã bị đảo lộn hoàn toàn. Thiếu nguồn nước sạch, không có điện lưới, mọi vật liệu trong gia đình đã bị nước lũ nhấn chìm, khiến việc sinh hoạt, ăn uống của gia đình không thể thực hiện được. Lúa thì còn dưới này là ướt hết, ướt từ lút ngập hết, bát đũa gì ngập hết. Giờ đi thì nước nôi rồi là gạo ướt luôn, gạo rồi các cái đồ gia giảm nấu ăn là ướt hết luôn, trôi cả. 980 là hộ dân, trong đó phải di dời 300 hộ. Thế bây giờ là cấp ủy chính quyền với dưới sự chỉ đạo của huyện ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu và các ngành các cấp vào cuộc. Trong đó có sự hỗ trợ từ công an, quân đội, lực lượng biên phòng cùng với là toàn thể cán bộ và nhân dân, đặc biệt là hai thôn Hồng Yên và Hồng Nguyên. Thế bây giờ đã khắc phục là đến thời điểm này thì an toàn về người. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, đến thời điểm hiện nay mưa lũ đã làm chết một người, gần 4.000 nhà dân bị ngập, trong đó nhiều nhất là huyện Quỳnh Lưu, hơn 3.000 nhà bị ngập. Mưa lũ cũng làm 6.000 hecta lúa và hoa màu bị ngập và hư hỏng. Gần 13.000 con gia cầm gia súc bị chết và cuốn trôi. Nhiều hệ thống công trình giao thông hư hỏng, tổng thiệt hại về kinh tế đang được tiếp tục rà soát và thống kê. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ngập cục bộ tại huyện Quỳnh Lưu được nhận định là do mưa lớn trong nhiều ngày, nước từ thượng nguồn đổ về. Thứ hai là do chiều cường dâng lên, nước từ thượng lưu đổ về không thoát được. Thứ ba, do ách một số công trình đê điều, ao hồ nên dẫn đến tình trạng ngập cục bộ. Tràn ở các đập và ở các cái vùng về cái các cái hệ thống tiêu và gây ra cái ngập cục bộ ở các cái địa phương, các xã mà nó ở các cái tuyến tiêu. Toàn huyện này có đến 14 xã là có các cái vùng ngập. Tuy nhiên là có 4 xã trọng điểm mà có ngập sâu và cái thổ dân ngập lớn, có nơi thì sâu đến 2m đến 2,5m và bình quân thì nó ngập khoảng 1m. Di dời sơ tán các phương tiện và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là cái khu vực mà có cái nguy cơ sạt lở đất, rồi lũ ống lũ quét, kịp thời thăm hỏi động viên những cái người bị nạn, rồi những cái gia đình chính sách, những cái gia đình mà bị thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ lần này, kịp thời hỗ trợ bà con.
ổn định sản xuất sau mưa lũ. Dù mưa đã ngớt nhưng nước đang rút chậm khiến tình trạng ngập, chia cắt cục bộ còn diễn ra nhiều nơi. Cuộc sống của người dân hiện đang rất khốn đốn, trước mắt đang dựa vào sự cứu trợ của chính quyền địa phương, nhất là về lương thực thực phẩm và nước uống. Dự phòng cho tình huống mưa lớn có thể tiếp diễn trong đêm nay, lực lượng 4 tại chỗ đã được điều động và sẵn sàng ứng trực nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của các hộ dân đang bị chia cắt ở các địa phương. Thưa quý vị và các bạn, nhiều tháng nay, đặc biệt là đợt mưa lũ đang diễn ra, các hộ dân nuôi cá lồng ở vùng ven biển tỉnh Nghệ An đang rất lo lắng vì các loại cá vược, cá hồng Mỹ nuôi lồng bè dù đã đến kỳ xuất bán nhưng do dịch COVID-19 nên chưa thể tiêu thụ. Nếu tình trạng này kéo dài, người dân sẽ phải bù lỗ khá lớn vì chi phí mua thức ăn cho cá hiện rất cao. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC. Hơn 4 tháng nay, gần như ngày nào anh Trần Niềm Vui cũng đều túc trực ở vùng nuôi lồng bè của gia đình mình. Hơn 16 tấn cá đang ở dưới lồng chưa thể xuất bán, khiến anh đứng ngồi không yên. Không có nguồn thu trong lúc chi phí đầu tư nuôi cá ngày càng tăng. Trong mùa dịch bệnh COVID-19 này thì cái lượng cá nuôi ở trong lồng này nó mức độ tiêu thụ cực chậm. Là một, hai là cái cá mà để mà sắp tới để cho xuất khẩu thì bây giờ Việt Nam mình đang còn dính cái thẻ đỏ. Giờ là không xuất ra được thì cộng với này phải bỏ tiền ra để cho mua thức ăn cho cá này thì cái kinh phí nó đổi đến thì cũng rất cao lên. Sản lượng thì cả thị xã đến nay là chúng tôi thống kê là 300 tấn, trong đó phường Nghĩ Tân là có 240 tấn và phường Nghĩ Thủy là 60 tấn. Và cho đến thời điểm này thì có từ 80 cho đến 100 tấn là lượng cá mà đã có thể xuất bán được rồi. Tuy nhiên trong cái điều kiện dịch COVID này thì người dân xuất bán cũng rất là khó khăn. Nghề nuôi cá lồng bè mang lại nguồn lợi kinh tế khá cao. Vì vậy, rất nhiều người dân vùng ven biển Nghệ An đầu tư vào lĩnh vực này, trong đó tập trung nhiều nhất là ở thị xã Cửa Lò, sản lượng mỗi năm khoảng 300 tấn, chủ yếu là cá vược, hồng Mỹ và cá mũ. Thời điểm tiêu thụ tập trung mùa du lịch, dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 hàng năm. Thế nhưng dịch COVID-19 bùng phát khiến số lượng cá lồng bè không xuất bán được, giá cả thức ăn tăng cao, người dân đành bán cá với giá thấp hơn nhưng cũng khó tiêu thụ. Nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cá và người nuôi phải bù lỗ khá lớn, đặc biệt là nguy cơ bị thiệt hại trong mùa mưa bão. Tiêu thụ năm nay so với các năm thì do bình COVID và ảnh hưởng nhiều cái vấn đề nên với cái việc xuất cá vẫn còn bị ừ đồng. Nếu như mà vẫn chưa có ế tắc trong việc mà xuất nhập khẩu thì chúng tôi vẫn cứ bị ế đồng. Hợp đầu tiên thì vẫn sở đơn hệ xây dựng thì thị trường điện tử phát huy tối đa thì tiêu thụ nội bộ để mà tiêu thụ giảm bớt kia hỏa cho bà con nông dân khi sản xuất mà xuất khẩu cũng như là tiêu thụ sang nơi khác là không đi lại được. Hiện không chỉ cá lồng, dịch bệnh COVID-19 cũng khiến rất nhiều loại nông thủy hải sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An rất khó khăn trong việc tiêu thụ. Sở Công Thương Nghệ An đã có văn bản gửi vụ thị trường trong nước, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố hỗ trợ kết nối với doanh nghiệp, nhà phân phối để hợp tác tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Thưa quý vị, sau khi dịch bệnh tạm lắng, nhiều con hẻm, tuyến đường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã thông thoáng hơn sau khi được tháo dỡ rào chắn để tạo lối đi lại cho người dân. Theo ghi nhận vào sáng ngày 27 tháng 9, các sàn giáo, khung sắt, kẽm gai, rào chắn, nhiều con hẻm tuyến đường trên địa bàn các quận như Gò Vấp, Tân Bình, quận 12, quận Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã được tháo dỡ, trả lại không gian thông thoáng cho các tuyến đường. Tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên các tuyến đường, lực lượng công an, quân đội vẫn túc trực kiểm tra người dân ra đường thông qua quét mã QR và giấy đi đường. Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh cho phép thêm nhiều ngành nghề hoạt động nên một số chốt cũng đã xảy ra tình trạng dồn ứ giao thông. Được biết, theo lộ trình khôi phục lại nền kinh tế, từ nay cho đến ngày 30 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tháo dỡ hàng rào chắn trên nhiều tuyến đường, tuy nhiên vẫn duy trì các chốt, trạm kiểm soát ở các cửa ngõ ra vào thành phố. Có thể thấy những ngày gần đây, tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam đã có những tín hiệu tích cực. Số ca mắc ít dần, số ca tử vong cũng giảm đáng kể. Chính vì thế, Bộ Y tế đang có kế hoạch rút bớt bệnh viện dã chiến, chuyển công năng một số bệnh viện. Cụ thể kế hoạch này như thế nào? Mời quý vị hãy cùng theo dõi một phần câu trả lời của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn.
tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đặt tại Bệnh viện Quốc tế City, hiện đang điều trị cho gần 200 bệnh nhân mắc COVID-19. Tính từ ngày bắt đầu đi vào hoạt động cho đến nay, trung tâm đã tiếp nhận và điều trị cho hơn 500 bệnh nhân COVID-19 nặng, trong đó có nhiều ca phải đặt máy thở xâm lấn, máy oxy liều cao và đặt ống nội khí quản. Với sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ và các tình nguyện viên của trung tâm, đã có hơn 200 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và xuất viện, trong đó có nhiều ca bệnh nặng và được cứu sống một cách ngoạn mục. Về nhân lực, trung tâm hiện có hơn 600 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế và các tình nguyện viên luân phiên làm việc. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá rất cao tinh thần quyết chiến quyết thắng của các y bác sĩ, tình nguyện viên tại trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã thần tốc xây dựng trung tâm, bố trí đảm bảo nhân lực trong thời gian ngắn để đi vào vận hành, kịp thời cứu chữa hàng trăm bệnh nhân nặng từ tuyến dưới chuyển lên. Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng nhấn mạnh, chúng ta đã làm tốt thì giờ phải làm tốt hơn nữa để mang lại những hy vọng cho cuộc đời của các bệnh nhân, giúp họ sớm trở về đoàn tụ với gia đình. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết, sau ngày 30 tháng 9, TP.HCM sẽ có kế hoạch trong việc đảm bảo an toàn, linh hoạt, hiệu quả trong phòng chống dịch. Vì vậy, phải tái cơ cấu lại hệ thống các bệnh viện và trung tâm hồi sức COVID-19. Là chắc chắn là các lực lượng phải tái cơ cấu lại cái hệ thống về các bệnh viện hồi sức, các bệnh viện giã chiến, rất là tốt. Hiện bây giờ cũng đã bắt đầu gắn bệnh rồi, bắt đầu mình phải gom lại với nhau rồi. Thế thì gom như thế nào, bệnh viện nào bỏ đi, bệnh viện nào giữ, cũng phải có kế hoạch. Nhưng mà trên tinh thần là các cái đơn vị hỗ trợ của tuyến trung ương ở ngoài Bắc và miền Trung vào đó, thì các anh chị cũng sẽ gọi là rút từ từ. Nhưng mà trong quá trình rút đó thì vẫn phải chuyển giao cho các bệnh viện của thành phố. Thì anh thì đang tính là chắc chắn là bệnh viện 115 này, rồi bệnh viện Nhân dân Gia Định này, bệnh viện Đới này, rồi các bệnh viện tầng cao của thành phố, hoặc là Hải Chân Bân thì là sẽ là những cái đơn vị chủ yếu trong cái việc mà công dân tiếp nhận và chuyển giao từ các đơn vị trung ương. Nhưng mình cũng phải khẳng định với nhau một điều, tức là dù có Covid có phát triển kinh tế, xã hội như các thứ lại thì cái ngành y mình vẫn là cái gánh nặng nhiều nhất. Nên là kế hoạch y tế thì sẽ làm rất kỹ để làm sao mà chúng ta có một khoảng thời gian gọi là gối đầu. Còn đợi hai bệnh viện mà gọi là cứng, ba bệnh viện cứng của thành phố, bệnh viện Đại học Y Dược, Chợ Rẫy và 175 thì chắc chắn là cũng rất là khó nếu mà chúng ta gọi là chuyển giao cho thành phố. Thế thì cái thời gian mà có lẽ là anh em mình gọi là rời khỏi thì chắc là cũng phải có một thời gian nó dài hơn so với những cái đồng nghiệp ở tuyến miền Trung. Vừa qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã đấu tranh thành công chuyên án triệt phá đường dây tội phạm tổ chức môi giới cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua địa bàn đồn biên phòng Lũng Nặm. Đây là quyết tâm rất lớn của lực lượng biên phòng để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập từ nước ngoài. Qua công tác nắm tình hình và tin do lực lượng mật cung cấp, thời gian gần đây trên địa bàn đồn biên phòng Lũng Nặm nổi lên hai đối tượng nghi vấn gồm Lương Văn Đông, sinh năm 1998, trú tại xóm Nậm Nhũng, xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, và Trương Văn Hơn, sinh năm 2000, trú tại xóm Cấy Tắc, xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cả hai đối tượng đều có quan hệ với người Trung Quốc, trong đó đối tượng Đông đã từng sang Trung Quốc làm thuê từ năm 2016, hiện nay đã trở về địa phương nhưng vẫn tiếp tục giao lưu buôn bán với người Trung Quốc. Đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ, sinh hoạt mạng lưới bật, tăng cường lực lượng trinh sát bám nắm tình địa bàn, rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn có liên quan đến tổ chức đường dây đưa đón người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Qua đó, đơn vị đã phát hiện trong địa bàn nổi lên có 3 đối tượng nghi vấn. Đơn vị đã báo cáo đề xuất với cấp trên thành lập chuyên án 621. Thời gian gần đây, đối tượng Đông và Hơn thường hay qua lại quan sát, theo dõi các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 của đồn biên phòng Lũng Nặm có nhiều biểu hiện bất thường. Qua điều tra xác minh, thời gian tới Đông sẽ tổ chức đón một nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ban chuyên án đã chỉ đạo lực lượng đánh án tiếp tục nắm tình hình, theo dõi sát mọi hoạt động của hai đối tượng. Sau gần một tháng theo dõi, mật phục, lực lượng chức năng đã bắt giữ 8 công dân Trung Quốc và 3 đối tượng trong đường dây tội phạm tổ chức môi giới cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Các đối tượng khai nhận tiền công được trả để đưa người trái phép là 14.400 nhân dân tệ, tương đương với khoảng 50 triệu đồng tiền Việt Nam. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. TP.HCM giải đáp việc người dân muốn về quê hay trở lại thành phố từ mùng 1 tháng 10.
Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến nới lỏng một số hoạt động từ mùng 1 tháng 10. Nhiều người dân bày tỏ mong muốn được về quê, số khác mong trở lại thành phố. Ngành chức năng giải đáp về vấn đề này. Ra vào thành phố bằng xe máy, ô tô cá nhân cần thủ tục gì? Thành phố Hồ Chí Minh đã giãn cách xã hội 4 tháng. Người dân nhiều lần bày tỏ nguyện vọng được về quê. Nhiều người khác mắc kẹt ở tỉnh ngoài, nay muốn quay trở lại, nhất là khi thành phố sẽ nới lỏng giãn cách sau ngày 30 tháng 9. Gửi thư đến chúng tôi, bạn Tuệ Mẫn ở phường Bình Trung Tây, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự sốt ruột về hoàn cảnh của mình. Mẫn chia sẻ, có 3 con về quê Long Khánh, Đồng Nai với ông bà nội từ nghỉ hè và mắc kẹt tại đó cho đến nay do thành phố Hồ Chí Minh nhiều đợt giãn cách. Đã 4 tháng qua tôi chưa có cách nào để đón các cháu. Các con tôi còn nhỏ, mới 4 đến 8 tuổi, ông bà trông nom lâu đã quá sức, nhà ông bà lại không đủ điều kiện thiết bị và mạng internet để phục vụ hai cháu lớn học online trong khi trường cháu đã khai giảng hơn 1 tháng nay. Tôi rất sốt ruột muốn được đón các cháu về để chăm sóc và đảm bảo việc học cho các con. Vợ chồng tôi ở thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, sẵn sàng đưa con đi bất cứ khi nào chính quyền cho phép. Bạn Tuệ Mẫn chia sẻ, đồng thời mong muốn sau 30 tháng 9, thành phố sẽ cho phép những người có thẻ xanh tiêm đủ 2 mũi vaccine được phép đi lại. Bạn Trương Văn Hải, ngụ tại phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú hỏi về thủ tục di chuyển ra khỏi thành phố để đi làm. Hiện tại em đã nhận được thông báo trúng tuyển từ một công ty ở Bình Dương, dự kiến nhận việc đầu tháng 10 và thực hiện 3 tại chỗ ở công ty. Em cần di chuyển sang tỉnh Bình Dương có được không? Hiện tại em đã chuẩn bị xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, thông báo trúng tuyển của công ty ở Bình Dương, bạn Hải nói. Một bạn đọc cũng thắc mắc, những người ở quê chưa tiêm và ở vùng xanh có được lên thành phố làm, trong khi nhiều bạn đọc khác đặt câu hỏi với dự thảo chỉ thị nới lỏng các hoạt động từ 1 tháng 10, chính quyền thành phố vẫn chưa đề cập đến vấn đề người dân ra vào thành phố bằng xe máy hoặc ô tô cá nhân cần thủ tục gì. Cần thời gian chuẩn bị kỹ mới quyết định. Tại buổi họp báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh chiều 27 tháng 9, phóng viên chúng tôi đặt câu hỏi, thời gian qua rất nhiều người dân muốn rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh, số khác ở thành phố lại mắc kẹt tại các tỉnh ngoài muốn về lại, cần đáp ứng các điều kiện gì mới được lưu thông? Ông Phạm Đức Hải, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố cho biết, hiện nay phải căn cứ vào tình hình dịch bệnh của thành phố và các tỉnh thành khác cũng như sự chỉ đạo thống nhất của Bộ Giao thông Vận tải, từ đó phải có sự phối hợp chặt chẽ mới quyết định được ai được đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra, ai được về lại thành phố. Ông Hải cho biết thêm, Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố đã họp với Ủy ban Nhân dân thành phố để trao đổi, sau đó xin ý kiến Sở Giao thông Vận tải, Công an và lãnh đạo các tỉnh thành mới quyết định được. Đây là việc rất khó nên cần có một thời gian để chuẩn bị rất kỹ mới có quyết định ra khỏi thành phố và về thành phố như thế nào, ông Hải nói. Sở Giao thông Vận tải thành phố cho biết, tính từ 20 tháng 7 đến 20 tháng 9, Sở đã phối hợp đưa gần 33.000 người dân ở thành phố Hồ Chí Minh về quê. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố khi có kế hoạch tổ chức vận chuyển cần báo cáo tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố có phương án như số lượng, đối tượng, danh sách người dân được tỉnh, thành phố đồng ý tiếp nhận, phương thức vận chuyển, thời gian, cơ quan đầu mối, người liên hệ. Những thông tin trên gửi về Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để Sở Giao thông Vận tải thành phố có cơ sở tham mưu phối hợp tổ chức thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống và kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt trong thời điểm hiện nay thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Đối với cá nhân đang lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh và muốn về quê, Sở Giao thông Vận tải cho biết người dân cần đăng ký với các xã phường thị trấn nơi lưu trú hoặc thông qua các đoàn thể như hội đồng hương tỉnh thành phố đó tại thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn, tránh tình trạng tự đi về và bị buộc phải quay trở lại. Người Hà Nội tấp nập ra đường tập thể dục sau hơn 2 tháng giãn cách. Sau hơn 2 tháng giãn cách xã hội kể từ tháng 7, hôm nay 28 tháng 9, người dân Hà Nội tấp nập ra đường tập thể dục từ sáng sớm. Hôm qua 27 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có công văn hỏa tốc cho phép mở lại thêm một số hoạt động kinh doanh dịch vụ cũng như cho người dân được phép tập thể dục thể thao ngoài trời. Sau 2 tháng kể từ đợt giãn cách xã hội đầu tiên vào cuối tháng 7, các trung tâm thương mại mới được mở cửa và người dân được ra ngoài tập thể dục trở lại. Từ sáng sớm nay, buổi sáng đầu tiên chính quyền thành phố cho phép người dân tập thể dục ngoài trời, rất đông người dân trở lại với thói quen tập thể dục tại con đường ven hồ Trúc Bạch, hít thở không khí trong lành. Rất đông người dân lựa chọn việc đạp xe đạp, hoạt động vốn không được phép trong suốt hơn 2 tháng qua. Theo công điện của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, người dân được phép tập thể dục, thể thao ngoài trời, nhưng không tập trung quá 10 người.
Tới nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội đã bớt căng thẳng. Số ca cộng đồng vẫn còn, song không hình thành các ổ dịch lớn. Việc tiêm vaccine cho người dân trên địa bàn thành phố cũng được đẩy nhanh. Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, tính đến chiều 26 tháng 9, các quận, huyện, thị xã tiêm được 5,74 triệu mũi vaccine, trong đó có 5,02 triệu mũi 1 và 719.459 mũi 2. Ngoài ra, các bệnh viện trung ương tiêm được hơn 1 triệu mũi, trong đó có 765.491 mũi 1 và 307.859 mũi 2. Đây là cơ sở để Hà Nội thay đổi chiến lược chống dịch từ Zero F0 sang thích ứng, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh theo chỉ đạo của chính phủ. Nhiều người ra đường từ sáng sớm để tập thể dục trong ngày đầu tiên chính quyền nới lỏng việc giãn cách cho phép người dân tập thể dục thể thao trở lại. Cùng với việc nới lỏng giãn cách, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo tiếp tục tầm soát y tế, nhất là xét nghiệm tầm soát 2-3 ngày một lần tại các điểm phong tỏa, điểm có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao để kiểm soát lây lan dịch bệnh, tiếp tục rà soát các trường hợp chưa được tiêm vaccine mũi 1 để hoàn thành tiêm vét mũi 1, hoàn thành việc tiêm vaccine mũi 2.